ai làm thẻ uy tín hàng đầu hiện nay. Anh em có thể nạp thẻ điện thoại, nạp thẻ game, nạp thẻ Garena, chuyển sò một cách nhanh chóng với chiết khấu cao lên tới 7%. Ngoài ra anh em có thể nạp và rút tiền một cách dễ dàng 24/7. Hãy đến với kho thẻ 365 anh em nhé. Ok, thì hôm nay tôi mặc trên mình chiếc áo Atletico Madrid. Thì cũng tình cờ vô tình thôi, thì em Tiền cũng có một cái team Atletico Madrid phải nói là cực kỳ xịn sò và đẹp trai. Đấy, ngó qua đội hình của em Tiền nhá. Ủa, hôm trước tôi vừa nhìn thấy Atletico Madrid cơ mà nhỉ. À đây em ơi. Thì hiện tại em Tiền em ý cho ra ngoài hết rồi. Khả năng là tôi phải check lại một tí. Đây có Griezmann, hôm trước vừa nhìn thấy cả full cả cây Atletico mà. Saúl nữa này. Đấy, đây rồi, trên tay tôi đang là một team Atletico Madrid. Trời ơi, hôm trước tôi nhớ là em Tiền có mà. Đấy, với đầu tàu là Fernando Torres và một thẻ HG cộng 8. Nên tôi nghĩ là chắc em Tiền phải đổi lại đấy. HG cộng 8 trông hơi a đuổi. Khả năng phải đổi lại. Đó, xem qua chỉ số của Fernando Torres này. Có tăng tốc tốc độ 140, 142, dứt điểm 140. Tạm ổn, 254 tạm ổn. Ngoài ra giá trị nhất của cái đội này đó là Diogo Forlan, một thẻ CC cộng 8. Một trong những ngân hàng gọi là vua sút láo của FC Online. Vua sút láo, cứ có góc ZD cái là đi ạ. Có góc ZD cái là đi, là lưới rung. Sút xoáy đến 143 này. Dứt điểm 144, lực sút đến 145. Ghê chưa? Tăng tốc cả tốc độ thì cũng ngang quả số béo Icon cộng 7. Tôi nghĩ là như vậy. Vô lên đến 139 mà, mẹ không hổ danh là ông vua sút láo của FC Online. Ngoài ra nữa thì bên cánh phải chúng ta có Chris Mann, 6 sao kỹ thuật, bộ trí chuẩn cũng cực kỳ ngon. Hai chân 54 luôn. Đây nhiều anh em đánh giá là Messi đệ nhị, nhưng mà tôi đánh giá của Chris Mann này có cái tư chất hơn Messi. Tôi đánh giá như vậy. Trong một số tình huống nhá, 1m76, 73 cân thể hình trung bình sờ bay sờ. Tiếp theo nữa chúng ta có cặp CM đó là Koke và Saúl. Trông lực ấy nhở, nhưng mà Atletico này trông cũng đẹp ấy chứ đúng không anh em? Trông cũng đẹp ấy nhở. Lấy bóng 139 này, thể lực 140, trông lực điên luôn mà. Nhưng mà nếu mà để mà Netflix ra thì chắc là bút hết team gọi là kiểu quần áo Atletico ấy, thì nó sẽ đẹp dài đúng không? Đá kim cương nhanh á, Falkland STCF đá sụp phê. Đây gì? Ý em là đá đùi này đúng không? Hả Lương ơi? Ý em là đá đùi này đúng không? Marco Llorente này. Nhưng mà bộ tứ vậy thì chúng ta không có gì phải băn khoăn rồi. Regulon này, Theonandes này, Apiliqueta này, Marco Llorente và củ tỏi. Ngoài ra dự bị chúng ta không có nhiều những con hàng Atletico lắm, thì khả năng là em Tiền đang đợi để bui thêm. Đang đợi để bui thêm anh em ạ. Nick này hiện tại thì đang ở trong khoảng tầm top đặc huấn tốt hết. Đó, đặc huấn tốt hết anh em ạ. Rồi, mẹ trông lực đừng hỏi luôn ấy. Rory đá vị trí CDM. Hai trận đầu tiên Forlan 1 FD 20k, anh đếm lắm bảo em nhé. Nhận nhá, hello Minh Đức nhá, anh em mới vào chưa like chưa sub cho tôi xin một like sub nhá. Cảm ơn em rất nhiều, hello 150 anh em. Anh em nào pha nhá, anh em nào pha nhá, cái bạn nick này cái. Kissman, một nhô à? Một nhô à? Được chưa? Đừng đùa với Antoine Kissman, hoàng tử của nước Pháp. Nét như cái 18 luôn à, ủa kìa, không thấy giật lát gì đúng không? Đi rồi. Niệm rồi. Chiếc tổ Phong Lan lại không ghi được FB nào. Quả nào FB rồi anh em ơi. Trời ơi, đá quả bóng kìa. Hello. Cavalica. Hello nhá. Đây rồi, Torres. Xem nào. Quá dễ dàng với Koke, hợp lý hết à. Phóc la này. Này là Phóc la này như ở CC cộng 5 vậy. Yếu vãi trưởng. Đây rồi anh em ơi. Cuối cùng thì điều ô Phóc la đã có bàn thắng đầu tiên. Bú kèo của em Lương gái. Chỉ ra 5 bàn thường còn dễ, còn 5 bàn em hơi khó đấy. Xem nào. Falkland. Hay! Ok! Ui, cho Falkland nó sút kìa.
không vào nữa này. Ba. FD không nhìn thấy bóng luôn. FD không nhìn thấy bóng luôn ở đấy. Nhanh thật sự. Dưới này. Xuất sắc. Xuất sắc. Chỉ có thể là hoàng tử bé của nước Pháp. Antoine Griezmann. Không hay lần, tạm hay lần trên một dòng sông rồi đúng không? Hay quá nhờ. Anh nhảy múa trong vòng cấm đến từ Ferro Torres. Ui yếu ấy. Xuất sắc. Xuất sắc đến từ Griezmann. Ghi bàn bằng ZD, một huấn viên đây rồi, Antoine Griezmann. Thank you Steve Sertip. Khạp Khun Kha. Sao này như biết FD hay sao nhở? Biết đây thưởng hay sao nhở? Saun. Ok ok ok. Tôi bảo rồi mà, mẹ Saun đóng ghê lắm. Mẹ đây thường cái là vào à, lực căng đét. Khác gì Phong Lan đâu. Ui. Biết bị lỗi kìa. Trời ơi, quả đấy tôi không vào. Vừa chơi vừa kinh. Nói chung là lâu lâu. What? Chết mẹ ấn điệu rồi. Ờ bên đấy. Lem ơi. Lem ơi, Kisman. Kisman. Ok. Tôi bảo rồi mà chưa win đâu, chưa win đâu. One more. Quân mua. Phải farm đấy nhá. Được anh em. Cay thật. Cay quả ấy thật. Nào. Netflix. Ok. Mà Phong Lan nó ra đây. Sướng thật. Mà em nhìn được bóng nó cong đét là đẹp luôn mà. One more. Tôi bảo rồi mà, nếu mà cứ ghi một bàn của huấn luyện viên ấy, tôi phải ghi càng nhiều càng tốt. Quả sẽ để cho nó mượt kìa. Ai à? Ben. Wiscan bị lỗi ở thí sinh, em Donate mà không thể hiện á. Em xem Donate có chuẩn link không em? Donate xem có chuẩn link không ta? Diego Phong Lan. Chỉ đâu đá đấy. Chỉ đâu đá đấy, không nói nhiều. Nha. Đây rồi. Ok. Yes. Ui. Bàn thắng này xin phép được gửi tặng cho em tiếng Thái nhá. Em người Thái, em dịch của tôi cái. Em chuyển cho tôi cái bàn thắng này cho em người Thái có được không? Đây rồi! Diego Phong Lan! À mày dê kìa! Hoàng tử của nước Pháp. Uầy, đá cho con vợ lại out game luôn mà. Đỡ đi. Xuất sắc. Đến từ Regulon. Bản thân này xin phép gửi tặng cho toàn thể anh em kinh chat nhá. Xoài ơi.
Griezmann dây được một cái chân phải, đỡ đi. Đỡ đi. Này. Giờ làm gì đã rồi thì sao? Gần Saul. Ok. Bàn thắng này xin phép gửi tặng cho toàn thể anh em kinh chat. Anh em bảo gì có tôi, bảo bàn thắng này TG trân trọng đấy, gửi tặng cho ông bầu người Thái. Ok, nói chung tổng kết lại mày ghi hai quả bàn tôi nghĩ là quá ok cho anh em xem lại cái đội hình Atletico ấy nhá, xong ra mở sự kiện nhá. Đó, quá đẹp dài luôn, quá đẹp dài và xịn sò luôn. Ra mở sự kiện cho anh em ơi.